Ui rồi, nét như Sony các bác ạ. Mua được cái điện thoại có 800 ngàn sao nó nét thế nhỉ. Đấy các bác nhá, giới thiệu với các bác là điện thoại 800 ngàn siêu nét. Tiện thể hôm nay em gửi hàng là em test thử cho là camera nó nét như thế nào. Quay từng cái sợi lông, từng sợi lông. Đấy, từng sợi lông. Đấy, lún phún nhìn rõ rồi. Đây. Đấy. Lơ phơ lún phún. Ôi giời ơi. Nhìn hấp dẫn quá. Đấy. Nói vui thế thôi, báo cáo các bác đây là cái món mà em bán bao nhiêu năm nay rồi. Nói gì nói vẫn là bán hàng các bác ạ. Đấy. Bán hàng là số 1, nhân viên bán hàng mà đạt doanh số này còn uy lực hơn cả tổng giám đốc, uy lực hơn cả chủ tịch hội đồng quản trị luôn trong cái thời buổi 4.0 Covid thế này. Đấy. Mà hàng này là báo cáo với các bác là em gửi về ngã tư Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, số điện thoại đây, không gấp úng. Đấy. Những con như thế này thì em giới thiệu sơ bộ nhá. Đây. Đây. Em giới thiệu sơ bộ là nó rất là to. Đây. Đấy. 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 Giới thiệu sơ bộ rất là to. Đứng dậy. Đấy. Đấy. Đấy, số rượu rất là to. Nó được khoảng 20 ngày tuổi nha các bác nhé. Nó được khoảng 20 ngày tuổi nhưng mà nó cũng được khoảng trà khoảng 2 cân. Thì cái giá của nó dao động từ 2 triệu đấy, trên dưới một chút tùy theo cái ngày tuổi các bác nhé. Thì một con đà điểu mà khi nó các bác lấy thì các bác nên chọn cái chân nó to như thế này. Đấy, chọn chân to như này. Chân to. Con này nó thuần, bác nào mua về cưỡi thì thôi rồi. Đấy nhưng mà nó cái dòng này thì đấy. Rất là nét đúng không? Cái điện thoại 800.000 xong nó nét thế nhỉ. Đấy. Rất là nét, nó rất là công khai luôn đấy, công khai luôn. Đấy. Cái chân của nó phải là to đen vuông, sợi lông kim tuyến. Đấy. Mắt đen sáng. Đấy, cổ vằn dơ lê, lông kim tuyến. Đấy. Thì hôm nay 5 con này là em báo cáo các bác là em gửi về ngã tư Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Thì đây cũng chỉ là những cái nhật ký bán hàng bình thường thôi. Đấy, hy vọng rằng các bác có thể là nhìn nhận ra. À đây, đây. Giới thiệu với các bác đây là cái con, nó có mã số nhá. Đây là có mã số đây. Đấy, mã số đây. Đấy, đề về hôm nay đề về 0584 là đề về 84. Đấy. Rất là tự nhiên. Đấy. À, phỏng vấn anh, xin anh cho biết là hôm nay anh sẽ đi về đâu. Đấy. À, đây là anh đà điểu nhìn thấy ô tô hốt quá ngồi thụt xuống. Ô, anh quay lại đây để tôi phỏng vấn tiếp nào. Đấy. 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 Xin anh cho mọi người biết là anh đã có người yêu chưa. Đấy. Anh sở thích của anh là cái gì. Đấy. Rất hiên ngang, thấy chưa, đi rất hiên ngang luôn. Đấy, nhìn thấy cái gì trắng trắng đen đen này là nhặt luôn. Đấy. Báo cáo các bác là như vậy. Thì cái này là em ôi trời trời trời, đây tí nữa phải hot rồi. Đấy, phần nó khỏe như thế kia cơ mà. Rồi. Ok. Rất đẹp. Đấy. Con này thì là nó đại diện cho 4 con này cũng thế thôi. Hàng này là hàng khủng lô mà. Hàng khủng lô mà các bác. Đấy. Khi gửi đi là em có gửi cả cái tài liệu này nha các bác nhá. Có gửi cả cái tài liệu để các bác tham khảo này. Đấy. Còn cái việc đợi xe này là em có một cái hệ thống của em là bà chị chạy xe từ Ba Vì xuống văn phòng ở Mỹ Đình. Từ văn phòng ở Mỹ Đình thì em sẽ có một cái người chuyên công nhân làm việc cho em, lương giả tháng 15 củ, chuyên phục vụ em về chim chuột đá điểu. Đấy, thì báo cáo với các bác là như vậy.
thì đây là những con đà điểu nó rất là tự nhiên đấy. Anh ơi, anh cứ nhìn được cái gì chẳng đấy. Khi mà bắt con đà điểu này thì các bác chỉ bắt là các bác phải túm cổ như này nhá, túm cổ nhân như này, đấy. Kệ họ. Đi về thành phố Hải Dương nhá các bác nhá. Đang làm cái video để giới thiệu cho mọi người biết, mọi người mua. Đang quay bằng cái điện thoại 800.000 và nét không anh? Nét ghê nhỉ. Nhìn thấy rõ từng sợi rồng luôn, phún lơ phơ. Trời ơi. Thế thôi, cứ gửi đi đều đặn như này thôi. Mỗi năm làm khoảng đôi 3.000 con xuất đi thị trường hả? Gửi cho khách chưa? Ừ. Gửi đi đâu, đi cho khách chứ gì? Gửi đi Hải Dương. Nay về thành phố Hải Dương. Đang nói chuyện là video này không phải trực tiếp. Video này là đăng lên kênh YouTube 50.000 lượt đăng ký của em ấy. Cái kênh chim cu gáy hay đấy. Thì mình có nào mình cứ đăng thế thôi. Đang chia sẻ mọi người đấy. Đấy, anh này anh Vân. Đấy, chiến đấu. Đấy, đại ca, ngóng đầu lên xem nào. Vừa ngóng cái đầu lên trông đẹp mà. Nằm yên như con chó con. Tí nữa phải hót cái kia vợ chồng Dương nó chết. Chờ cái này này có cát. Cả một cái thùng mới cho này chết kìa. Ừ. Đây. Các bác này, con giống nó đi ra như thế này mà nó phải khỏe, nó mới đen, nó mới khỏe như này. Đấy. Thì thôi con em là em chia sẻ cho các bác. Vì sao này em lại giới thiệu sơ bộ như thế? Đây là cái cửa ô tô bên hông của em thì về cơ bản thì các bác nhìn thấy này, cái kênh này là kênh trên YouTube là kênh chim cu gáy hay. Anh còn cái logo hình ảnh đây nó là cái con chim cu đang bộ tự do trên cái cây sấu nhà em. Thì nó lâu rồi, con này nó ở với em được khoảng 2 năm rồi. Thế còn cái nhạc này là em yêu thích của em. Đấy, cái một số cái ngôi sao này, đấy, vui vẻ này, đấy là cá tính này. Đấy, còn cái màu sắc ở trên kênh thì có cả con đà điểu giống, đấy, và số điện thoại. Rất tiếc là cũng không, cái thời điểm đấy là em chưa bán cái con chuột lang bỏ ú, nên là nó chưa có trong cái logo này. Thế thì hôm nay là bao nhiêu? Nay dương lịch là 20 tháng 7 năm 2021. Thì năm nay là báo cáo với các bác là bán con giống đà điểu chỉ bằng một nửa những năm về trước thôi. Này em bán đỉnh điểm nhất là năm 2017, 18, 19 hay 19. Đó, thế là 20 là cũng đã hơi giảm rồi. 20 thì cũng khá, đạt 80% so với năm 19. Nhưng mà cái năm 21 này là khó khăn quá, bán chỉ được khoảng 50% so với 2019 thôi. Nhưng mà thôi cũng không sao. Tình hình cũng là tình hình chung đang Covid. Đấy, đang Covid, mọi người chi tiêu sắm sửa mua giống mua làm kinh tế là nó cũng có sự dè dặn. Đấy, thế tuy nhiên là hôm nay là em quay đây để giới thiệu cho các bác là cái cách mà em gửi những cái sản phẩm của em đi thì nó rất là chuyên nghiệp. Bởi vì là đây, ví dụ như là hôm qua thì có một cái anh mua cho cái ông anh trai bố, gọi là anh ấy gọi là ông bác. Thì anh cũng là mua quen rồi, thì anh đi công việc qua nhà thì anh có đưa tiền chuyển khoản trước cho mình đây. Thế còn cái địa chỉ này là anh ấy đọc cho, thì gửi cho ông anh trai bố, gọi là ông bác của anh ấy là về Yên Khánh, Linh Bình. Thì đây là cái đôi chim mà được đi về Linh Bình. Bật cái đèn flash lên. Chim. Đấy là rõ ràng công khai minh bạch nhá.
Thì đây là cái công việc của em nó là như vậy. Đấy. Thế thì hôm nay là buổi sáng, đây là lúc này lúc 6 giờ 25 phút. Em đang đứng đợi cái xe của bà chị. Mà cái xe này là gần như mất 1 tháng này em lộp cho chị không biết bao tiền. Đấy, năm ngoái năm kia em có những tháng lộp 5 triệu. Đấy. Riêng tiền gửi xe, tiền cước tháng gửi tầm sơ sơ khoảng tầm 5 triệu. Tại vì có những hôm mấy thùng đà điểu. Đấy, mỗi thùng này là bà ấy lấy của em 50.000. Thế nhưng mà đi từ đây đến các bác thì có thể là mất thêm 1 trạm nữa. Đấy. Ôi, có lẽ là em cũng xin kết thúc video tại đây. Tại vì cũng sắp đến cái giờ xe chạy rồi. Và em phải quét thêm một cái lỗ ổ đáy nữa. Trong trường hợp nó đái ra là nó sẽ thấm bỏ đi. Em bốc thêm mấy cái tí cát vào để cho nó đảm bảo. Thế thì em xin giới thiệu, em tên là Vũ Văn Thao. Đấy. Năm nay là ngoài 40 rồi. Cũng một vợ và 2 con, một gái một trai, một đáy ngồi một đáy đứng. Và nhà em thì ở ngay cổng trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, sân bóng đà điểu, thuộc địa phận thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Rất mong quý vị anh chị và các bạn có một lần ghé thăm và mua những sản phẩm bên em, là con chim cu gáy là đầu tiên, sau đó đến con đà điểu, sau đó đến con chuột lang bọ ú. Thì em cũng xin cảm ơn các bác đã đăng ký kênh và theo dõi kênh cũng như tin tưởng và đặt mua những cái con giống mà em đăng ở trên kênh. Một lần nữa xin chúc các bạn một buổi sáng thật là tràn đầy năng lượng và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip sau.